Steve. Tôi nghĩ rằng cái Hiệp định Paris đó là một cái văn kiện mà vô tình người Mỹ đã bán Việt Nam cho Cộng sản. Tại vì trong những cái điều khoản ở trong cái Hiệp định Paris đó, chúng tôi đã thấy rằng có nhiều cái bất lợi cho phía Việt Nam Cộng hòa. Thứ nhất đó là cái về việc ngưng bắn tại chỗ đó. Thì ở Việt Nam nó chỗ nào Cộng sản cũng rêu rao rằng đã nắm được dân, nắm được đất này kia đó. Thành thử ra ngưng bắn tại chỗ đó thì có nghĩa là Cộng sản nằm ở trong lòng của mình, đặt Cộng sản nằm ở trong lòng của mình. Hồi năm 54 đó, khi mà Hiệp định Geneva thì đã có cái quyết định là Cộng sản rút về miền Bắc. Nghĩa là ai ở vùng nào ra vùng đấy, ở những người nào thích chế độ tự do thì vô miền Nam ở, lấy cái vĩ tuyến 17. Nhưng mà cái Hiệp định Paris đó thì không làm như vậy, mà sở dĩ ký kết một cách vội vã như vậy đó thì chúng tôi nghĩ rằng cái tình hình ở tại Mỹ đó có lẽ không có thuận lợi, thành ra chính phủ Mỹ phải vội vã để mà ký kết. Thứ nhất là ông Nixon là ép ông Thiệu phải ký cái hiệp định đó. Thứ hai nữa đó là cái chiến tranh ở Việt Nam là một cái chiến tranh nó quá lâu dài đi. Người Mỹ từ hồi nào tới giờ đó thì người Mỹ họ quan niệm rằng họ đánh đâu là thắng đó. Thí dụ như là đệ nhị thế chiến, đệ nhất thế chiến. Khi qua tới Việt Nam đó thì họ nghĩ rằng với cái phương tiện, với cái quả lực của họ có đó, họ có thể họ kết thúc chiến tranh Việt Nam một cách nhanh chóng. Nhưng mà cái chiến tranh Việt Nam thì nó lại khác tất cả những cuộc chiến tranh khác trên thế giới. Người Mỹ họ quan niệm đó là một cái cuộc chiến tranh limited war. Thành thử ra đó, cái cuộc chiến tranh hạn chế. Thành thử ra đó, Cộng sản họ biết cái ý đồ như vậy rồi. Thành thử ra họ biết là người Mỹ không dám đánh ra miền Bắc mà không dám đánh qua Trung Cộng nữa. Thành ra họ lẽ cứ nhiên là họ cứ tiếp tục họ đánh phế khóa trong miền Nam. Dân chúng Mỹ thì trong thời gian đó rất là chống đối cái cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Tại vì chiến tranh nó kéo dài quá lâu, chết chóc này kia, rồi dân thì sợ đi lính này kia. Như vì vậy chính phủ Mỹ phải ký kết một cách vội vã như vậy. Thì cái hiệp định đó đem lại cho Việt Nam cái gì? Chúng tôi thấy rằng cái miền Nam bị bất lợi rất nhiều. Cộng sản đó, thì sau cái hiệp định đó thì Cộng sản vẫn tiếp tục đưa bao nhiêu vũ khí đạn dược vô miền Nam. Còn trong khi miền Nam đó thì không được tiếp tế cái gì hết. À, nếu có đó thì phải nói rằng rất là hạn chế. Quân đội đồng minh đó là tôi nhớ lúc đó vào khoảng 650.000 quân của đồng minh đó, thì họ rút đi. Bắt buộc quân đội Việt Nam Cộng hòa phải trám vào những cái chỗ mà đồng minh họ rút. Thành thử ra đó, quân đội Việt Nam ở một cái thế rất là bất lợi. Hồi nào tới giờ đã trải ra mỏng rồi để mà giữ đất, giữ dân, thì bây giờ còn trải mỏng ra nữa. Đó thì tôi nghĩ về cái Hiệp định Paris nó có những cái bất lợi như vậy đối với phía Việt Nam Cộng hòa. Steve. Tôi nghĩ rằng ông Tổng thống Nixon là ông Tổng thống rất là giỏi của Mỹ, theo tôi đó. Vì vậy hồi đó đó chúng tôi nghĩ rằng ông Tổng thống Nixon đó sẽ can thiệp vào Việt Nam nếu mà Cộng sản vi phạm cái Hiệp định Paris đó. Nhưng mà rất tiếc rằng cái vụ Watergate đó đã làm cho ông Tổng thống Nixon mất uy tín và không còn quyền hành gì để mà quyết định cái chuyện mà đối ngoại nữa hết á. Quốc hội đó thì ông Nixon là không có cái đa số. Thành thử ra chúng tôi thấy rằng lúc đó thì phải nói ai ai nấy cũng nghĩ rằng ông Nixon có quyền để mà can thiệp vào Việt Nam. Nhưng mà sau cái vụ Watergate thì thấy rằng Nixon không còn quyền hành gì nữa. Tôi nghĩ rằng ông Tổng thống Ford đó không có đủ cái quyền để mà làm cái chuyện như ông Nixon làm được. Thứ nhất là ông Tổng thống Ford đó không phải là một cái ông Tổng thống được dân chúng bầu lên. Thành thử ra đó ông tổng trong khi đó thì Quốc hội đã chống đối rất nhiều về cái cuộc chiến ở Việt Nam, và đồng thời lúc đó Quốc hội cũng đã hạn chế cái quyền hạn của Tổng thống rồi. Thành thử ra ông Tổng thống Ford không thể nào làm
quyết định gì được về cái cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Hơn nữa ở tôi còn một cái ý nghĩa khác nữa là trong cái kỳ khi mà ông Johnson còn làm tổng thống đó, thì chính ông Johnson đã vận động để mà đưa Việt Nam Cộng Hòa cũng như là Mặt trận Giải phóng miền Nam vào cái bàn hội nghị Paris đó. Thì ông Thiệu lúc đó, tổng thống Thiệu từ chối, không có chấp nhận như vậy. Ông Nixon lúc đó, tôi nhắc lại là 68, thì ông Nixon lúc đó cố khuyên ông Thiệu là đừng có chấp nhận vào ngồi vào cái bàn hội nghị với lại cộng sản với Mặt trận Giải phóng miền Nam đó. Vì vậy đó, ông tổng thống Johnson ông thất bại cái cuộc bầu cử đó. Và cái đa số của dân chủ đó, đảng dân chủ nằm trong quốc hội đó, thì họ nhớ cái hận đó. Thành thử ra sau này đó, cái sự mà giúp đỡ Việt Nam Cộng hòa đó, hầu như là họ có một cái ác ý hơn là một cái thiện cảm đối với Việt Nam Cộng hòa. Sau cái hiệp định Paris đó thì bên phía cộng sản họ vẫn tiếp tục gia tăng cái sự mà tăng diện về miền Nam. Tôi không lầm tin tức mà chúng tôi nhận được đó là trong 1974 đó là cộng sản đã đưa 30.000 quân mà toàn là thanh niên thôi đó, để vô để làm đường, mở con đường từ ở ngoài Bắc vô trong Nam mà đi trong dọc theo trong rừng đó để mà tiếp tế vô trong Nam. Và đồng thời đã bổ sung 70.000 quân nữa từ ngoài Bắc vô trong Nam cho những cái đơn vị chánh quy của chúng đó. Tổng cộng cái lực lượng của cộng sản lúc đó miền Nam vào khoảng hơn 200.000 quân chánh quy, không kể là cái địa phương du kích này kia đó. Trong khi đó thì ở Việt Nam, phía Việt Nam Cộng hòa đó thì quân đội đồng minh rút đi 650.000 quân. Lẽ cố nhiên họ rút đi đó thì họ rút cả những cái phương tiện của họ, thí dụ như chúng tôi nói xe tăng, pháo binh, máy bay, tất cả những cái đó. Mà khi quân đội Mỹ đó, cái chiến tranh mà quân đội Mỹ đã tạo ở Việt Nam đó, là người Mỹ đã chiếm quá nhiều đất đai đi, tạo nhiều cái tiền đồn, tạo nhiều cái căn cứ để gọi là căn cứ biên phòng đó, để mà chặn cái đường tiến quân của địch hay là cái đường xâm nhập của địch. Khi mà chúng tôi nhận lại cái vùng trách nhiệm người Mỹ để lại đó, thì chúng tôi phải đảm nhiệm những cái vùng đó với một cái số phương tiện ít hơn hồi trước và với một cái số quân ít hơn hồi trước nữa. Thì tuy nhiên quân đội Việt Nam Cộng hòa chúng tôi lúc đó đó vẫn nghĩ rằng mình có thể làm việc được, với điều kiện là người Mỹ giữ cái lời hứa là phải viện trợ cho chúng tôi như cái số họ đã hứa. Tôi không lầm thì lúc đó tôi được biết vào khoảng 1.200.000.000 là người Mỹ hứa để mà giúp vào cái số mà cũng như là bổ sung lại quân số những cái súng ống vũ khí đạn dược hư đó. Nhưng mà thực tế đó thì người Mỹ không làm như vậy. Người Mỹ không có viện trợ đúng như cái lời hứa. Xảy ra nhiều cái chuyện lủng củng này kia đó, thì chúng tôi nhớ lúc đó là vào khoảng đầu năm 75 thì người Mỹ giằng co trong cái vấn đề là cắt cái viện trợ mà dự trù là 1.200.000.000 đô la đó xuống còn có 750.000.000 mà thôi. Và có cử những phái đoàn như là ông đại tướng Wayne qua Việt Nam để mà điều tra. Đồng thời quốc hội thì cũng đưa những cái dân biểu nghị sĩ mà của họ đó qua để điều tra đó. Thì với cái số mà cúp như vậy đó, từ 1.200.000.000 đô la xuống còn có 750.000.000, với điều kiện mà tôi không lầm đó thì lúc đó ông trung tướng Murray là ông là tư lệnh cái Dow đó, là cái số 750.000.000 đó phải đãi thọ cho cái phái bộ quân sự của Dow nữa, tức là phải trả tiền lương cho họ và phải trả tất cả những cái chi phí mà họ sử xài ở Việt Nam. Thành thử ra cái số tiền đó chỉ còn thật sự có 450.000.000 mà thôi. Mà 450.000.000 đó với cái thời giá là dầu hỏa lên giá một cách rất là cao, thành thử ra 450.000.000 đó không còn là cái gì hết trơn á. Thành thử ra chúng tôi được lệnh ở thượng cấp là phải yêu cầu anh em binh sĩ phải dè sẻn lại, sử dụng đạn dược lại, không có thí dụ không có bừa bãi hay là không có này kia, không có bỏ rơi bỏ rớt này kia như hồi trước mà quân đội Mỹ vậy. Thì tôi sẵn đây tôi cũng nói luôn cái chiến thuật của người Mỹ quánh giặc đó. Người Mỹ đó thì thích dùng hỏa lực lắm. Đi tới đâu là phải bắn nát cái chỗ đó hết, pháo binh hay là không quân hay này kia, rồi sau đó mới đưa bộ binh vô để mà đỡ cái mạng hy sinh của người lính. Thì người Mỹ trong gần 10 năm ở tại Việt Nam đó,
đã tạo cho người lính Việt Nam cái thói quen đó, đi đâu là cũng phải đi trực thăng hết đó. Mà trước khi quánh chỗ nào đó thấy nghi ngờ hay là vừa một vài cái du kích bắn ra đó là phải dùng pháo binh bắn nát hết cái vùng đó rồi mới vô. Đó là cái lối đánh giặc của người Mỹ. Và tôi cũng nhắc lại để mà nói thêm rõ hơn cái vấn đề đó, là hồi tôi còn làm trung đoàn trưởng ở Túc Trưng thì chúng tôi được thượng cấp nói rằng tại sao không sử dụng trực thăng nhiều để mà trực thăng dần, tại sao một ngày đó phải không sử dụng 10.000 viên đạn pháo binh để mà bắn trước khi đổ bộ này kia. Thì tôi mới trả lời rằng tôi nói bắn vô ích, tại vì không có địch bắn làm cái gì. Mà trực thăng dần đó mình tập cho người lính nó quen cái thói đó, cứ mỗi chút cái gì cũng trực thăng hết đó, thành ra sau này chắc chắn không có trực thăng để mà sử dụng nữa. Nhưng mà nếu tôi không làm đó thì lúc đó sở dĩ mà có cái lệnh ở trên MacV bắt buộc chúng tôi phải sử dụng như vậy đó, là người Mỹ đã chiết tính một cái nhu cầu quá nhiều đi mà không xài trong năm đó đó, thì năm sau lại có nhiên bị quốc hội họ sẽ cúp, thành thử đã bắt buộc phải xài cho hết và xài còn hơn nữa. Thành ra từ đó là người Mỹ tạo cho cái người lính Việt Nam hay là sĩ quan Việt Nam đó, cái lối đánh giặc theo người Mỹ. Rồi khi người Mỹ rút đi đó với cái phương tiện mà giảm xuống như vậy đó, thì lại có nhiên cái tinh thần người lính họ cũng khác rồi, và cái sự chiến đấu cái hiệu quả của người lính nó cũng khác rồi. À, tôi còn nhớ sau cái hiệp định Paris đó thì thường thường tôi cũng phải bay đi vô thăm viếng các tiền đồn ở trong núi đó. Thì giữa cái Quảng Ngãi với lại cái vùng hai đó, tức là Pleiku, Kon Tum đó, chúng tôi có những cái tiền đồn ở sát hai cái ranh giới giữa hai vùng đó. Thì cộng sản làm rất là nhiều đường và xe ủi đất, xe cũng như công binh, bộ binh họ làm những cái đường dọc theo các triền núi này kia để mà xâm nhập vô trong miền Nam đó. Thì tôi có trình lên trung tướng trưởng và chúng tôi đề nghị là mình ít ra mình cũng phải có vài cái biện pháp gì. Nhưng mà cái hiệp định Paris đó thì nó cũng đã nhấn mạnh đến cái điểm đó, tức là cái vùng này đó từ những cái đơn vị vùng này có thể qua những cái đơn vị vùng kia để mà tiếp tế để này kia. Vì vậy trung tướng trưởng cũng nói rằng mình không có cách nào mà làm hơn được hết á, không có cái biện pháp gì để mà giải quyết cái chuyện đó, tại cái hiệp định nó đã ấn định như vậy rồi. Tôi còn nhớ là tôi có đề nghị với tổng thống Thiệu vào khoảng cuối năm 74, tại vì cũng trở lại cái vấn đề viện trợ đó, cái số trực thăng của mình nó quá ít đi mà chúng tôi phải tiếp tế tản thương này kia cho những cái đơn vị ở trong núi đó thì nó không đủ. Để chúng tôi đề nghị nên rút bỏ những cái tiền đồn ở trong núi, ở trong xa cả trăm cây số đó, thấy cũng không có ích lợi gì, tại vì cộng sản bây giờ họ nó công khai nó làm đường nó đi rồi, nó đâu còn đi len lỏi ở mấy cái thung lũng nữa. Chứ hồi đó thì nó không dám công khai làm đường, bây giờ nó công khai nó làm trước mặt mình thì cái chuyện mà mình trấn những cái tiền đồn nó cũng vô ích, nó không có làm con đường đi ngay cái đồn của mình nữa mà nó đi chỗ khác, mà lính mình gặp thì cũng nó cũng nhìn thấy chứ đâu có làm cái gì được. He said like javu. Sound is rolling. This is take 88. Tôi nhớ hồi cuối năm 74 đó, chúng tôi ở Bình Sơn, đơn vị của sư đoàn 2 phục kích, bắt được một tù binh. Thì em nhỏ này mới có 16 tuổi thôi. Thì chúng tôi mới cho nó uống ly nước ngọt, Coca đó. Thì nó uống xong với có nước đá, cái đưa vô miệng cái nó liệm cái ly xuống. Thì chúng tôi hỏi tại sao nó ở ngoài Bắc chưa bao giờ nó được uống cái này hết trơn, mà chưa giờ uống cái gì mà lạnh dữ vậy nè. Thì tôi mới ngạc nhiên, tôi hỏi vậy tại sao em tình nguyện vô trong này làm cái gì. Thì nó nói em đâu có tình nguyện, ở trong gia đình em đó cộng sản đó nó cứ tới nó hỏi hoài à, nó hỏi sao chừng nào đi vô trong Nam để mà giải phóng cho đồng bào trong đó, thì ba má em không cho đi. Rồi cái qua ngày sau nó cũng lại nó hỏi nữa, rồi cái không biết nó làm cách nào mà nó nói với những người xung quanh đó không có liên lạc, không có tiếp xúc với gia đình em nữa, cũng như là tìm cách ly gián gia đình em, buôn bán cũng không được mà ăn uống mua đồ ăn cũng không được nữa, không có cái gì để sống hết á. Thành ra rồi em tức quá thôi em nói thôi để em tình nguyện em đi vô trong Nam để em giải phóng. Đó là cái những cái đơn vị mà chúng xâm nhập được đó, thì chúng tôi bắt được, đơn vị tôi bắt được như vậy để chứng tỏ ra cái chuyện mà cộng sản nó rêu rao là dân chúng ở ngoài Bắc đó họ họ tình nguyện họ đi vô trong Nam giải phóng, thì cái chuyện nó chỉ là một cái lối tuyên truyền thôi, chứ còn cái chuyện mà tình nguyện đó là cái chuyện mà cộng sản nó ép buộc cái người dân
bằng cách này hay cách khác để mà phải phải đi lính cho nó, để mình phải đi vào trong năm. Dùng trách nhiệm của sư đoàn 2 đó, sư đoàn 2 bộ binh của chúng tôi đó, thường thường thì chúng tôi phải đương đầu với một cái đơn vị của Cộng sản là nông trường 2, nó cũng là sư đoàn nhưng mà nó gọi là nông trường, và những cái đơn vị du kích tỉnh đội hay là huyện đội này kia. Nhưng mà sau này chúng tôi thấy xuất hiện thêm một cái lữ đoàn nữa mà nó gọi là lữ đoàn 52, thì cái lữ đoàn đó xuất hiện ở phía nam quận Nghĩa Hành. Sở dĩ chúng tôi biết được đó thì bắt được tù binh cũng có, và đồng thời chúng tôi khai thác qua cái đài mật mã của chúng, là chúng tôi có những cái tín hiệu biết rằng đó là một cái đơn vị mới. Thì bắt được tù binh đó thì chúng cũng khai là xe tăng chúng có xâm nhập vô Đông Nam, cũng trên cái đường mà đi bổ sung đó, thì chúng cũng gặp những cái đơn vị đó, chúng cũng gặp như công binh hay là những cái quân xa mà chở những cái toán bổ sung khác này kia đó. Thì cái điều đó đã thấy rằng Cộng sản đó đã có một cái ý đồ là tăng cường thêm quân để mà đánh chiếm miền Nam, chứ còn vô lý mà tăng cường thêm quân để làm cái gì. Tôi muốn nói về Phước Long, một ít về Phước Long. Là khi mà tỉnh Phước Long mất đó thì ai nấy cũng mong rằng người Mỹ sẽ can thiệp vào Việt Nam như lời Tổng thống Nixon hứa, nhưng mà thật sự đó thì người Mỹ không có can thiệp gì hết. Vì vậy cái tinh thần dân chúng cũng như là quân đội đó đã thấy rõ ràng là người Mỹ bỏ rơi Việt Nam rồi. Tuy nhiên anh em binh sĩ đó vẫn tiếp tục chiến đấu trong cái hoàn cảnh khó khăn như vậy, cũng không có, tôi nghĩ lúc đó thì anh em cũng không có mất tinh thần là bao nhiêu. Nhưng mà sau đó tôi nhớ là Phước Long xảy ra hồi đầu năm 75, và vào Ba Mươi Thuột thì vào khoảng 73. Thì sau khi mất Ba Mươi Thuột đó thì tôi nhớ ông Tổng thống Thiệu có ra lệnh cho Thiếu tướng Phú là tìm cách để mà rút khỏi cái vùng cao nguyên để mà mình lấy quân về để bảo vệ cái miền Duyên Hải. Thì vì rút quân quá vội vã đi, thành thử ra phải nói là bỏ rơi rớt là gia đình binh sĩ này kia, thành thử ra tạo nên một cái xáo trộn lớn nhất ở trong lịch sử Việt Nam. Thì từ cái chỗ đó đó đã gây ra cái vụ hoang mang cho anh em binh sĩ ở ngoài dùng trách nhiệm của chúng tôi, tức là dùng một chiến thuật ở sát cái vị tuyến 17 đó. Sở dĩ anh em binh sĩ xáo trộn như vậy đó là lúc đó lại có một cái nguồn tin là sẽ cắt đất chia Việt Nam ra làm hai, mà tôi không biết là cái nguồn tin nó có đúng hay không. Nhưng mà đọc trong cái cuốn của ông Frank Snap đó, thì ông Frank Snap cũng có đề cập đến cái chuyện đó, tức là cắt vào khoảng từ Nha Trang đi ngang qua cái vùng hai đó. Thành thử ra anh em trong khi đó đó thì cũng song song với cái việc đó đó thì chính phủ ra lệnh rút bỏ một cái số quận ở trên núi để về đồng bằng. Và lẽ cố nhiên dân chúng ở trên núi mà về đồng bằng đó thì họ cũng đâu có cách nào sống. Thành ra chính phủ là cho tàu bè ra ngoài Trung đó để chở cái số dân chúng nó về, là gọi là dân tị nạn đó. Tất cả những cái chuyện đó đó nó tạo nên cái người lính đó, họ nhìn thấy tự nhiên sao mà tàu bè lại đi ra ngoài Trung rồi lo chở gia đình họ vô trước này này kia. Mà thực tế đấy, phải nói là Việt Nam mình nó có, Việt Nam chúng tôi nó có 20 triệu dân thôi, mà 1 triệu người đi lính rồi thì như vậy đó, ít ra bất cứ gia đình nào là cũng phải có một người lính có thân nhân với gia đình đó. Thử ra họ nhìn thấy như vậy đó, họ đâm ra họ hoài nghi, họ nói cái điều này chắc phải cắt đất rồi, mà nếu đã cắt đất thì còn chiến đấu làm cái gì nữa, bỏ cha mẹ vợ con họ ở ngoài đó này kia. Thành thử ra cái đó đã tạo nên một cái hoang mang rất là lớn cho tinh thần anh em binh sĩ, nhất là ở ngoài Trung. Tôi nghĩ rằng cái cuộc chiến ở Việt Nam đó không có được cái sự ủng hộ của thế giới. Sở dĩ không được cái sự ủng hộ của thế giới đó là một phần là do cái sự mà tuyên truyền của mình.
Thứ nhất là về phía người Mỹ. Người Mỹ đã không tuyên truyền đúng mức về cái cuộc chiến ở Việt Nam. Và đồng thời chính người Mỹ là cũng lại mắc mưu vào cái cuộc chiến ở Việt Nam nữa. Là người Mỹ hồi nào tới giờ đó thì cái mặt trận giải phóng miền Nam đó, chắc quý vị thấy nó chỉ là một cái con cờ của Hà Nội mà thôi. Nhưng mà trên thế giới đó, người Tây, người này, người kia, người Pháp, người Anh Lê đều chấp nhận coi cái mặt trận giải phóng miền Nam đó là một cái chánh thể, một cái chánh phủ mà có thật ở Việt Nam. Nổi lên chống chánh phủ Sài Gòn đó là vì cái vấn đề chánh phủ Sài Gòn độc tài. Chứ họ không nghĩ đó là một cái con cờ của Hà Nội tạo nên. Vì vậy quý vị thấy tới bây giờ đó, sau khi mà giải phóng miền Nam xong rồi đó, thì mặt trận giải phóng miền Nam đâu còn nữa. Đâu có mặt trận giải phóng miền Nam mà chỉ có Cộng sản Việt Nam thôi. Thì mình thấy rằng cái chuyện mà tôi nghĩ đó là người Mỹ đã chiến đấu một cách đơn độc. Người Mỹ bỏ tiền ra để cho những nước khác đưa quân vô giúp Việt Nam. Tôi thí dụ Đại Hàn, Phi Luật Tân, Thái Lan. Người Mỹ, cái bên Phi Luật Tân đó, hồi đó tôi làm tùy viên ở bên Mani. Tôi biết rằng khi mà họ gửi qua Việt Nam một tiểu đoàn đó, thì chính phủ Mỹ đưa súng ống đạn dược tiền bạc cho họ để trang bị cho họ hai tiểu đoàn nữa. Thì vậy họ mới chịu đưa anh tiểu đoàn chứ. Thì vì vậy tôi thấy rằng cái cuộc chiến ở Việt Nam không có chính nghĩa. Tức là cái người Mỹ thiếu một cái sự tuyên truyền. Và đồng thời, ví dụ như Thái Lan họ đưa quân qua Việt Nam thì cũng cái y như vậy thôi. Chứ thực tế là vì người Mỹ bỏ tiền ra đưa cho họ để mà nằm ở trong cái hội nghị liên phòng Đông Nam Á đó. Gọi là để giúp Việt Nam, nhưng kỳ thật ra vì người Mỹ bỏ tiền ra họ mới đưa quân vô đó để họ giúp. Xong rồi thì họ đi về. Sau này, nếu mà thật sự họ có chính nghĩa, thì cái chuyện mất Việt Nam họ có trách nhiệm một phần chứ. Khi mà Việt Nam bị mất 75, tôi nhớ là Thái Lan, Phi Luật Tân là ồn ồn đến công điện ủng hộ chính phủ Việt Nam liền. Tôi không nhớ quý vị nhớ, nhưng mà lúc đó tôi đang ở trên tàu. Thì chúng tôi ghé Guam, thì Guam lại không cho chúng tôi vào trong xứ Phi, nói rằng những tướng lãnh Việt Nam không được vô trong đất Phi mà phải sẵn sàng để đi qua chúng tôi vô Subic Bay, tôi quên, thì bảo chúng tôi phải đi liền tại vì chính phủ Phi bây giờ đã công nhận Việt Nam Cộng sản rồi. Thì như vậy mình thấy mình đã mất cái cuộc chiến của mình á, nó đã mất cái sự ủng hộ của thế giới từ lúc đầu rồi. Ngay cả nước Mỹ nữa, dân chúng Mỹ, dư luận Mỹ đã chống đối cái cuộc chiến ở Việt Nam chứ đâu phải là ủng hộ cuộc chiến ở Việt Nam. Là tại sao? Tại cái mình chuẩn bị không khéo để mà tạo cái dư luận tốt cho cái cuộc chiến đó. Tôi nhớ là vào khoảng 23, 24 gì đó thì tỉnh Quảng Tĩnh bị mất. Cái đó thì Quảng Ngãi cũng bị mất. Thì dân chúng hai tỉnh đó đó rùng rùng kéo về Chu Lai. Tại vì chỉ có cái bộ tư lệnh sư đoàn đóng ở đó thì có thể bảo vệ cho họ được. Thì song song với cái việc đó thì trước đó đâu chừng ngày 21 tháng 3 thì phải. Cái quốc lộ 1 ở phía bắc Đà Nẵng đó, tức là giữa Huế với Đà Nẵng cũng bị Cộng sản chặn ở đó. Thành ra đã tạo nên một cái tình trạng rất là khủng hoảng. Mà dân chúng với lại binh sĩ thì đa số thì thân nhân của họ cũng ở Huế, ở Đà Nẵng này kia đó. Thì rất là hoang mang. Tuy nhiên dân chúng dồn về Chu Lai rồi thì ở Chu Lai chỉ có một cái bến tàu nhỏ mà hồi xưa người Mỹ họ xây để lại đó. Thì chúng tôi có một cái tàu LST. Thì có thể nói ngay cái bến tàu đó, người đó như kiến vậy đó, cũng cả chục ngàn người trên cái bến tàu. Thì trong đó có lẫn lộn anh em của binh sĩ của đơn vị của sư đoàn chúng tôi nữa. Thì tôi thấy như vậy đó, tôi mới kêu, tôi bảo anh em phải trở về để mà lo một mặt nào phòng thủ, một mặt đó thì để cho có thể di tản trước một số người này kia với cái tàu Aliste đó. Thì anh em binh sĩ lúc đó thì hầu như là hoang mang rồi, mất tinh thần rồi. Thành thử ra chúng tôi mới gọi điện thoại trình trung tướng trưởng để xin thêm phương tiện vô để mà di tản tất cả ra Đà Nẵng, dự trù là ra Đà Nẵng, cái sư đoàn còn lại với dân chúng đó. Thì đêm hôm đó thì tàu từ từ vô cái bến tàu đó. Thì vì cái sự mà tranh giành với nhau thì anh em binh sĩ thì thường thường đi hành quân thì họ mang lựu đạn, mang súng này kia. Thì khi mà giành giật chen lấn nhau đó thì có một binh sĩ đó vô tình làm rớt cái lựu đạn nổ rồi cái một số dân chúng chết với anh em binh sĩ cũng chết này kia ngay cái chỗ đó. Thành ra cái LST họ không có dám cập sát vô trong bờ.
mà họ chỉ đậu ở ngoài đó. Thành thử ra rồi anh em cũng nóng ruột quá mới lội ra ngoài. Từ cái chỗ lội đó cái tạo nên một cái sự mà xáo trộn, tức là mạnh ai nấy cố để mà giành, để mà ra tàu, để mà được di tản theo cái họ nghĩ là di tản về miền Nam, mà tại vì sắp chia cắt đất nước này kia đó. Thành ra cái chuyện xáo trộn đó thì sau này ở ngay ngoài Đà Nẵng cũng y như vậy, tức là vì cố mà giành nhau chen ra tàu này kia, thành thử ra phải giành giật nhau này kia rồi bắn lộn nhau này kia. Sau khi rút khỏi Chu Lai đó thì chúng tôi tập trung ra Cù Lao Ré, tức là cách Chu Lai vào khoảng 30 cây số về phía phía đông đó. Sau đó thì chúng tôi lại đi di chuyển về Bình Tuy. Thì sở dĩ mà sư đoàn còn lại của tôi phải về Bình Tuy đó là lúc đó trong ba sư đoàn ở ngoài Trung mà rút đi đó thì chỉ còn sư đoàn tôi là còn nhiều quân nhất, kế đến sư đoàn 3, còn sư đoàn 1 thì không còn gì nữa hết đó. Tại vì ông trung tướng Điềm, tư lệnh sư đoàn, đã chết ở ngoài đó. Thì khi về Bình Tuy rồi đó thì chúng tôi được một tuần lễ để mà chấn chỉnh lại. Xong rồi đó thì lúc đó thì cái mặt trận Phan Rang xảy ra, tại vì lúc đó là bắt đầu bỏ Cam Ranh, bắt đầu bỏ Đà Lạt, rồi những cái chuyện bỏ đó là cũng tự động rút đi, chứ còn thật sự ra cái áp lực địch cũng chưa có cái gì ở Đà Lạt lúc đó. Thì những cái đám tàn quân đó, từ ở ngoài Trung chạy vô cũng như là ở Đà Lạt đi xuống đó, thì đi ngang qua hai cái tỉnh Phan Rang với Phan Thiết đó, thì tại vì đi đường thì cũng cực khổ mấy ngày rồi, thành thử ra họ anh em binh sĩ cũng như một số mà quân phạm này kia đó, họ tạo nên một cái tình trạng rất là bê bối, cướp bóc hay là giật đồ giật đạc, nhất là đi ngang chợ búa này kia đó. Thì hai cái tỉnh đó cũng tự động rã luôn, từ ông tỉnh trưởng xuống với đây dân chúng này kia. Tuy nhiên ông trung tướng Toàn, tư lệnh quân đoàn á, ông bay ra kịp thời, thành ra chấn chỉnh lại được cái tỉnh Phan Thiết. Còn tỉnh Phan Rang đó thì coi như là không còn cái gì nữa hết. Tuy nhiên về mặt quân sự đó thì lúc đó ở đó mình có một cái phi trường cũng lớn, phi trường Phan Lực, ở nằm ở sát bên tỉnh đó. Thành thử ra để mà chặn địch ở đó thì cũng tôi cũng trở lại cái chuyện cái cuốn sách của ông Frank Snap, thì cũng lúc đó có một cái cuộc hội nghị của các tướng lãnh Việt Nam này kia, thì mình lại định lấy cái tuyến từ ở Phan Rang mà đâm thẳng vô trong miệt Lâm Đồng này kia đó để làm một cái tuyến thứ hai, coi như là mình chặn địch ở đó và đồng thời giữ cái phần đất còn lại đó. Vì vậy mà trong khi đó thì cái lực lượng ở Phan Rang không có gì hết á, vậy mới đưa cái đơn vị của tôi ra đó với hai trung đoàn, còn một trung đoàn thì đưa ra Phan Thiết để giữ Phan Thiết. Thì tôi ra đó với hai đơn vị đó, thì có trung tướng Nghi, trước là tư lệnh quân đoàn 4, thì ông Nghi cũng tình nguyện ra đó để mà trấn giữ ở đó, với ông chuẩn tướng Sang, tư lệnh không quân á. Đồng thời có một số một lữ đoàn nhảy dù và một liên đoàn địa biệt động quân nữa. Thì với cái tình hình ở Phan Rang đã xáo trộn rồi, thành thử ra anh em binh sĩ ra đó, thì phải trấn giữ tới hai mặt lận. Một cái mặt phía bắc, tức là ở từ Cam Ranh đã đánh vô đó, và một mặt nữa là từ ở Đà Lạt đánh xuống. Thì lúc đó cũng đã có tin là địch đã xuất hiện ở hai mặt đó rồi. Thì cái tinh thần binh sĩ thì lúc đó rất là dao động, với cái sự yểm trợ của mình nó phải nói lúc đó rất là ít. Thành thử ra trong khi địch bắt đầu tấn công Phan Rang thì tôi nhớ đâu vào khoảng ngày 20 mấy tháng, khoảng mười mấy tháng tháng tư đó, thì anh em binh sĩ không có giữ nổi nữa, tại vì một phần cái tinh thần họ bị dao động rồi, một phần thì cộng sản nó thả dân chúng từ ở ngoài Trung đó đi vô, cũng đi trên quốc lộ như họ vậy đó, rồi dân chúng đi ngang đi trên cái quốc lộ 1 đó, thì chính dân chúng đó là cũng thân nhân cũ của anh em binh sĩ của sư đoàn tôi ở ngoài Quảng Ngãi đi vô, đi bằng biển, thì bây giờ cái đám này thì lại đi bằng đường bộ vô, thì họ hỏi thăm tin tức gia đình này kia. Thì theo tôi nghĩ đó, cộng sản cũng khôn, họ tuyên truyền rất là giỏi. Tin tức mà tôi được biết đó thì họ cho những cái người đó nhắn lại với anh em, thí dụ như sư đoàn 1, sư đoàn 2, sư đoàn 3 là quê ngoài Trung đó, với sư đoàn 22 đó. Họ nói ở ngoài này thì chính phủ vô tiếp thu tốt rồi, cũng không có làm hại ai này kia, thì cứ về đi. Thì lẽ công nhiên lính đó, mà nghe nói về để lo vợ con đó, thì cái chuyện gì họ phải làm chứ.
Thành thử ra một số anh em nó tự động không có chiến đấu nữa mà đi bộ trở ngược về bên kia để mà lo cho thân nhân của mình, tìm thân nhân của mình. Thì cái mặt trận ở Phan Rang đó, nếu mà nói rằng đánh lớn đó thì cũng không có gì lớn hết, nhưng mà tụi tan rã một phần đó là do cái tinh thần của mình. Rồi sau đó thì sau khi Phan Rang mất, tôi thì cái ngày hôm đó là tôi ở với sáng hôm đó thì tôi với là ông Trung Tướng Nghi với ông Chủ tướng Sang ở chung một cái hầm ở ngoài phi trường phi đảo. Thì khi mà cộng sản tấn công vô tới phi trường rồi đó thì ông Nghi với ông Sang với tôi mới tính là không thể ba người mà ở chung một chỗ được, thì ông Trung tướng Nghi mới đi với ông Chủ tướng Sang cũng định đi kiếm máy bay để bay đó. Thì tôi có cái may mắn là cái ông tham mưu trưởng tôi đó, lúc đó ông thấy mất phi trường rồi, cộng sản vô rồi, thì ông mới xách cái máy bay trực thăng của tôi ông bay lên trời á. Rồi khi mà liên lạc được với tôi đó thì máy bay đó phải tôi chạy xe đó ra một cái chỗ vắng đó, thì máy bay mới xuống rớt tôi đi lên. Sáng ngày 29 vào khoảng 5 giờ đó thì Trung tướng Tính ở tư lệnh sư đoàn 3 không quân có bay ra bằng bay qua Vũng Tàu đó gặp chúng tôi. Thì ông Tính cho biết là quân đoàn 3 cũng đã di tản mất rồi, thành thử ra không biết làm cái gì hơn. Kế đó thì cộng sản pháo kích vô Vũng Tàu rất là nhiều, thành ra tôi với ông đô đốc Thoại đó mới lên cái máy bay trực thăng để bay vòng vòng để quan sát coi tình hình như thế nào. Thì cái đó đó thì chúng tôi được biết rằng ông Thủ tướng Vũ Văn Mẫu đó đã yêu cầu người Mỹ phải rút khỏi Việt Nam để mà dễ dàng nói chuyện với cộng sản. Và sau đó thì chúng tôi biết rằng ông Đại tướng Dương Văn Minh đó đã tuyên bố đầu hàng. Vì vậy chúng tôi thấy rằng ở lại Việt Nam đó thì cũng không có làm được cái gì. Thì chúng tôi mới lên cái một cái chiến hạm của Hải quân Việt Nam đó để nằm ở trên đó thôi chứ chưa có ý định đi đâu nữa đó. Thì cái đó thì chúng tôi thấy vào khoảng chừng 10 giờ 11 giờ đó thì rất là nhiều đoàn trực thăng của Hoa Kỳ từ hạm đội 7 đó bay ngang trên đầu chúng tôi bay vô Sài Gòn rồi bay trở ra. Thì chúng tôi thấy rằng người Mỹ đã có cái kế hoạch di tản kiều bào của Mỹ và đồng thời những người Việt Nam ở tại Việt Nam nữa. Thì chúng tôi thấy rằng ở lại cũng vô dụng. Thứ nhất là ông Tổng thống Minh đã tuyên bố đầu hàng, mà chúng tôi ở lại thì cũng không làm gì. À, chúng tôi mới quyết định là đi qua Subic để trên chuyến tàu đó. Thì cái chuyện mà rời bỏ Việt Nam ra đi đó thì tôi nghĩ rằng không bao giờ tôi nghĩ như vậy, không bao giờ tôi muốn như vậy, mà tôi chắc chắn rằng cả triệu người Việt Nam cũng không bao giờ muốn bỏ nước mình ra đi như vậy. Nhưng mà vì cái vấn đề cái sinh mạng cũng như ở lại thì không có làm được cái gì cho Việt Nam hết mà còn nguy hiểm tới tính mạng nữa. Thành ra tôi nghĩ rằng người Mỹ đó, chính phủ Mỹ đó không có một cái chính sách liên tục để mà yểm trợ hay là giúp đỡ các nước bạn của mình. Trong khi người Nga đó thì họ có một cái chính sách liên tục, dù cho có thay đổi anh bí thư đảng này kia đó thì họ cũng vẫn tiếp tục cái chính sách đó cho đến khi nào họ thành công. Còn người Mỹ đó thì khi mà thay đổi ông tổng thống đó, thì ông Nixon mất thì ông Carter lên ông thay đổi rồi. Rồi tới ông Reagan lên thì có thể ông Reagan sẽ lại ủng hộ một cái nước nào đó rồi lại sẽ thay đổi nữa. Cứ lấy như trường hợp Đại Hàn, Đài Loan, sau khi mất Việt Nam đó là chính phủ Mỹ có ý định bỏ Đại Hàn thật, bỏ Đài Loan thật. Nhưng bây giờ đó thì ông Reagan lên đó thì tôi nghĩ là khác. Thì ra như vậy đó, với cái chính sách như vậy thì không thể nào mà có uy tín để mà lôi kéo những đồng minh mà đi lâu đời với mình được hết.